trong này có thuốc cảm sốt rồi bông măng y tế đầy đủ cả. Còn đây là thuốc dị ứng này, thuốc đi ngoài. Mẹ hỏi bác sĩ hẳn hoi đấy chứ không phải mua linh tinh đâu. Sao mẹ mua nhiều thế ạ? Nhiều gì mà nhiều, sức khỏe là không được chủ quan đâu. Vâng ạ. À đây. Còn đây là hộp chanh mật ong mẹ ngâm. Ở bên ấy mà có húng hăng ho thì đem ra mà ngậm nhá. Vâng, con nhớ rồi. Còn đây là bột sắn dây này, lúc nào nhiệt quá thì đem ra uống cho mát. Vâng ạ. Còn đây là ruốc này với cả muối vừng này. Mẹ đã hút chân không, sang bên đấy phải cho ngay vào tủ lạnh nhá. Vâng ạ. Nhưng mà sao mẹ chuẩn bị cho con nhiều thế? Nhiều gì mà nhiều, mẹ lạ gì các chị. Sơn hào hải vị thì chẳng thiếu, thế nhưng mà cứ ra siêu thị có cái gì là nhặt ngay đấy. Nhưng mà đã chắc gì hợp khẩu vị mà lại đắt tiền ấy. Vâng ạ, thế con xin nhá. Xin thì phải cầm hết đi đấy nhá. Yes madam. À mẹ ơi, cái gói trị liệu cổ vai gáy mà chị Khánh mua cho mẹ, mẹ nhớ dùng nhá, không hết hạn là phí lắm đấy ạ. Biết rồi, cứ nhắc mãi thôi. Mà này, con này, hôm nay đi chơi Duy ấy, thì có hứa hẹn gì không? Ui thôi, mẹ đừng có mơ mộng nữa. Với cả con đi Nhật tận 2 năm liền, có khi chỉ mấy ngày nữa thôi là cậu Duy cũng có bạn gái rồi ý. Mẹ thấy nó được mà. Sau này mà nó có bạn gái khác á, thì lúc ấy là tự trách mình, đừng có trách ông trời nhá. Vâng, con chỉ sợ lúc mà con tự trách mình ý, mẹ lại xót thù. Ở một mình thì phải chăm mình nhá. Dạ. Mẹ cứ nhớ mãi ngày con mới về nhà mình, con bé tí còi cọc, lúc nào cũng ron ren sợ hãi, lúc nào cũng nhìn sắc mặt người khác để đoán ý, cố gắng không làm phật lòng người khác. Rồi ngày mẹ sinh em Văn, bố đi làm giấy khai sinh đổi họ cho con, vậy mà con vẫn sợ. Đêm con nằm mơ, con vẫn khóc, nói là mẹ Nga ơi, mẹ đừng đuổi con đi, mẹ đừng bỏ con một mình. Cái Khánh với cái Vân, nó vẫn tị nạnh, nó bảo là mẹ thương con, mẹ không mắng con. Hai đứa chúng nó mới chính là con nuôi. Mẹ ở với con lâu, mẹ quên mất mẹ không phải là mẹ đẻ của con. Nhưng mẹ không bao giờ quên những thiệt thòi mà con phải gánh chịu. Con là một cô bé ngoan ngoãn, giỏi giang. Con làm cho người mẹ này cắm mặt xuống muốn bán, được ngẩng mặt lên mát mẻ với người đời. Nhưng mẹ nghĩ con đừng cố gắng quá, như thế này là được rồi, không nhất thiết phải gắng sức con ạ. Cũng phải dành chỗ cho mình nghỉ ngơi, cho đi tìm kiếm hạnh phúc. Ở một mình thì không chết đâu, nhưng mà buồn lắm. Từ ngày bố con mất đi, mẹ không bao giờ quên được. Nhưng những năm sau này, mỗi lần nhìn thấy cậu Vượng thui thủi một mình, mẹ như sát muối trong lòng ấy. Chính vì thế mẹ mới sốt ruột chuyện chồng con của con. Mẹ lo cho con, con đừng để mẹ lo nhé. Con nhớ rồi mà, con sẽ nghe lời mẹ, mẹ yên tâm nhé. Cuộc đời của con ý, nếu như mà có điều may mắn nhất thì đó chính là con đã được làm con gái của mẹ.
con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Sao con lại phải cảm ơn mẹ? Mẹ cảm ơn con chứ.